Đây là thông tin khoa học mới nhất năm 2024 tại WC Barbershop. Năm nay thì bên mình hôm nay ngày mùng 8 thì bắt đầu đã mở lớp để đào tạo học viên cho năm 2024 ha. Và tất cả anh em nào muốn học nghề thì nhớ đến WC Barbershop để đăng ký khóa học. Thì khóa học năm nay thì mình quyết định là sẽ không thay đổi khác với năm ngoái gì cả, và mình vẫn giữ cái học phí như cũ, tức là 25 triệu và được tặng toàn bộ đồ nghề trong suốt quá trình học luôn. Khóa này là 25 triệu này, khóa cơ bản nâng cao nha. Còn khóa nâng cao học phí chỉ có 15 triệu thôi. Khóa nâng cao là dành cho những anh em đã học nghề rồi nhưng còn yếu, hoặc những anh em đã làm thợ rồi nhưng muốn nâng cao thêm tay nghề. Khóa học bên mình sẽ bao gồm tất cả những chương trình học như là cắt nè, uốn, duỗi, nhuộm, cổ điển, hiện đại, hoặc là tóm lại những cái thứ gì liên quan tới tóc là bên mình sẽ dạy hết. Và thời gian học của các bạn sẽ dao động từ thứ 2 đến thứ 6 nha. Lịch học thời gian chính thì khoảng dao động từ 1 giờ chiều tới khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ tối. Thì đó là giờ học chính, và bên mình có giảng viên sẽ đứng ra trực tiếp dạy các bạn. Trong đó giảng viên thì có một giảng viên nữa, và có mình sẽ chính trực tiếp đứng ra để dạy cho các bạn luôn. Ngoài ra bên mình còn giảm giá cho những bạn là bộ đội xuất ngũ, hoặc là những anh em mà gia đình có sổ hộ nghèo hoặc là cận nghèo, thì tới bên mình sẽ giảm trực tiếp học phí cho các bạn là 10%. Bên mình thì ngoài ra còn có chỗ ở lại cho học viên ở xa nữa nha. Các bạn ở xa mà muốn không có chỗ ở thì bên mình sẽ hỗ trợ chỗ ở cho các bạn. Các bạn không có đóng tiền nhà, tiền cửa gì hết, chỉ đóng tiền điện nước cho quản lý chi nhánh của các bạn ở thôi. Và sau quá trình học, nếu mà các bạn có nguyện vọng làm lại và lúc đó WC đang còn tuyển thợ thì các bạn sẽ được ưu tiên để nhận lại làm thợ. Nhưng các bạn phải lưu ý nha, với điều kiện là WC đang còn tuyển thợ. Chứ còn mà các bạn đủ thợ rồi thì mình không thể nào đủ một bạn nào đi cho các bạn vào làm nữa cả. Với lại là mình phải nhìn nhận trong quá trình học của các bạn, thái độ học tập nè, trách nhiệm, công việc, tất cả mọi thứ các bạn có tốt hay không. Chứ ví dụ các bạn thích học học, thích nghỉ nghỉ, thích làm gì thì làm theo ý mình như thế, thì không chỉ là WC mà chỗ khác thì họ cũng không ai có thể đứng ra để nhận các bạn vào làm nữa cả. Tại vì nếu nhận các bạn vào thì sẽ làm ảnh hưởng tất cả một tập thể ha. Thì cái này mình nói trước, thường thường một số trung tâm đào tạo thì họ sẽ nói anh vô học đi rồi anh sẽ được nhận lại. Còn bên mình không, bên mình sẽ nói vẫn được nhận lại bình thường. Hiện tại thợ của bên mình gần như là 95% là thợ nội bộ cho bên mình đào tạo ra, chứ không có nhận thợ ngoài. Nhưng mà mình vẫn phải nói trước vấn đề này, tại vì nhiều bạn cứ nghĩ là cứ đóng tiền vào là các bạn sẽ có công ăn việc làm, có tất cả mọi thứ. Nếu mà dễ như thế, các bạn không cần cố gắng mà các bạn vẫn có được, thì thật sự cái nghề này không có dễ nuốt như các bạn nghĩ đâu. Một số bạn có thắc mắc hỏi mình là thời gian học của từng bạn là nó sẽ dao động khoảng bao lâu. Thì sau bao nhiêu năm mà mình dạy nghề thì mình để ý bên mình cái thời gian học là nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 5 tháng. Tại vì sao lại có con số này? 3 năm tháng thì có bạn sẽ học giỏi, học nhanh thì các bạn sẽ tốt nghiệp sớm. Và có bạn sẽ học chậm hơn, cái năng khiếu các bạn không có thì các bạn có thể học nó dài hơn một tí xíu. Thì thời gian nó sẽ như thế. Chứ mình bên mình không có dạy, một số chỗ thì họ sẽ quy định là 3 tháng hay 4 tháng gì đó. Bên mình không quy định, tại vì bên mình học cho tới khi nào các bạn tốt nghiệp thì thôi. Tại vì nhiều khi các bạn yếu mà bắt 3 tháng các bạn tốt nghiệp thì làm sao các bạn làm nghề được, đúng không? Thì thời gian của bên mình chỉ nói là dao động từ 3-5 tháng. Mà cho dù các bạn có học 6 tháng, 7 tháng hay 8 tháng nữa thì bên mình cũng không có thu thêm bất kỳ cái khoản chi phí nào cả nha. Các bạn đăng ký học thì các bạn có thể đến một trong bốn chi nhánh này nè: 1695 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, 204 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 17A Trước Đình Hội, phường 16, quận 8, và 611 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Chỉ có bốn chi nhánh này thì bên mình nhận hồ sơ học viên thôi, còn tất cả 6 chi nhánh còn lại thì chỉ hoạt động cắt tóc thôi chứ không có nhận hồ sơ học viên nha. Các bạn tới đây, còn một số bạn sẽ hỏi là cái học phí của mình 25 triệu thì mình sẽ đóng như thế nào. Thì bên mình sẽ có hai cách đóng cho các bạn. Đa phần thì học viên vẫn đóng một lần khi mà bắt đầu nhập học. Còn nếu điều kiện của các bạn khó khăn, gia đình khó khăn thì các bạn có thể chia làm hai đợt. Đợt 1 đóng 15 triệu vào ngày đầu tiên các bạn nhập học, và đợt thứ 2 đóng 10 triệu nữa vào cách đợt 1 không có một tháng. Thí dụ là hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2024 thí dụ vậy. Rồi thì tối đa là ngày 1 tháng 2 năm 2024, tức là cách một tháng thì các bạn sẽ hoàn thành số tiền còn lại ha. Đây là chương trình học và lịch học của WC Barbershop. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ inbox với bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho các bạn nha. Còn nếu mà các bạn cứ tìm hiểu nhiều nơi xem sao, nếu không có duyên thì anh em mình gặp WC Barbershop.